Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em. Hôm nay xin giới thiệu với anh em chi tiết cái mẫu con chim mồi giả, con chim cuốc giả để cho anh em làm mồi bẫy nhá. Đây, hôm nay quay chi tiết cho các bác xem từng chi tiết một. Chi ni là hình ảnh thực tế của cái con cuốc bổi mà dạng thuộc con mồi giả bên shop Tân Ánh đang cung cấp là như thế nào. Và cái con này nhá là cái con dạng thuộc, có nghĩa là lột da các bác nhé, lột da xong nhồi bông, lột da xong nhồi bông, nhưng mà được làm rất cẩn thận, rất kỹ càng và lựa những con bổi cũng rất là đẹp. Đây, các bác nhìn này, lông lá nó mượt mà mình nhồi bông vào này, bông nó căng, nó tròn, nhìn con cuốc nó mập, nó y như là con cuốc thật, nó không có bị cái tình trạng là hóp hép nhá, móp mép lại nhìn nó hốc hác. Còn cái này nó tròn trịa, có mắt giả các bác nhé, mắt giống như mắt thật luôn, tạo mắt luôn. Cái miệng thì mở vừa phải, y như là con cuốc thật đang cất giọng kêu nhá, đang cất tiếng kêu. Thế còn cái chân dây thép xương này, các bác nhìn này, được làm rất kỹ, luồn ở trong gân luôn, luồn nằm ở trong gân cái khuỷu chân này, thì là nó không có nộ, chứ không phải là cái hàng mà chập ở ngoài rồi đấy băng dính quấn đâu các bác nhé. Làm cái này rất là kỳ công. Cái này là cái anh thợ làm ra con này là cũng rất là kỹ tính. Đấy, hàng rất là đẹp nhá. Cái này hàng đẹp như này thì đổi lại thì giá thành nó sẽ phải hơi cao các bác nhá. Đây này, khi các bác nhận được con hàng thì nó sẽ được đóng ở trong cái túi bóng như thế này, và trong một hộp nữa, để đảm bảo nó không bị móp mép, không bị bẹp nhá. Đấy, ngoài cái sản phẩm là con cuốc mồi này ta thì là bên shop còn cung cấp thêm cả mấy cái mẫu nụp này, mẫu thòng để bẫy nữa. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là giới thiệu chi tiết cho các bác mẫu cái con chim mồi giả là con cuốc thuộc, con cuốc giả bên shop đã cung cấp nhá. Đấy, các bác để ý này, nói lại cho các bác nắm được nhá, hàng này là hàng thuộc lột da nhồi bông, nhưng mà làm được rất là kỹ càng, cẩn thận, hàng đẹp, dáng chuẩn. Đây các bác nhìn lông lá này, nó mượt y nguyên luôn, và nhìn cái này là người nó mập mạp, nó múp míp, nó không như là, nói chung nó tóm lại là mình nhìn con cuốc này này là nó có hồn, nó giống như con cuốc thật đấy, thế không phải là cái hàng mà mình nhìn sơ qua rồi nó đã phát ghê rồi đấy. Cái con cuốc này thì là giá thành sẽ hơi cao các bác nhá, phải nói trước với các bác như vậy, giá nó là 250, 250 đã bao gồm cả cái cước phí gửi hàng và đặt nhà cho các bác nhá. Còn các bác mua hai con hoặc là mua thêm theo phụ kiện theo loa thì sẽ được chiết khấu đi, thế còn mua cuốc không thì sẽ là 250. Các bác sẽ bảo là sao giá lại cao vậy, có một số đơn vị khác bán có 200, 178, nhiều khi có cả 150 nữa các bác ạ, chứ không phải 178 đâu. Nói thật sự các bác là cái hàng đấy thì shop cũng có mấy con kia, nhưng mà thực sự là không ưng ý, không có đành lòng gửi cho khách. Nếu mà quay chi tiết cho các bác xem ấy, thì các bác xem xong 5 giây 10 giây sau các bác bảo là cái con đấy thì cho không không lấy, chứ đừng nói gì phải bỏ ra 150, 170 nhá. Thế còn cái con này thì là nó đẹp, các bác mua về là các bác ưng ý, ưng cái bụng nhá, tiền nào của đấy mà, nó đắt thì nó sắt ra miếng. Đấy, nói chung là các bác bảo là 250 là đắt, nhưng mà đến thực tế nhiều anh em cũng nói như vậy, nhưng mà đến thực tế là các bác nhận được hàng thì rất là ưng ý, không thắc mắc, 250 nó cũng đáng đồng tiền các bác nhé. Đấy, 250 nó cũng đáng đồng tiền. Hình thức mua hàng thì các bác vẫn là alo đến số điện thoại của shop, gửi hàng COD cho các bác kiểm tra hàng đúng như là shop làm video. Cái con cuốc chim mồi thực tế như thế này thì các bác thanh toán tiền cho người giao hàng nhé. Đây, cái con này là có thể làm cảnh, cái này được nhồi bông rất là sạch sẽ, không có mùi nha các bác nhé, không có mùi, không thuốc bảo quản, không hóa chất gì đấy, nó không có độc hại. Cái này thì một số các bác còn mua về còn không có thời gian chơi, còn bỏ vào tủ kính để trưng luôn nhá, bỏ tủ kính để trưng, hàng rất là đẹp, đúng là con thật luôn. Rồi, shop Tân Ánh rất cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian qua, mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của các bác nữa nhé, dành cho những cái sản phẩm loa điều khiển, phụ kiện săn bẫy, thòng bẫy, nụp bẫy, quần áo ngụy trang mà bên shop đang cung cấp. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của shop thì các bác sẽ nhận được những cái video mới mà shop giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái đồ mà phục vụ anh em đam mê chơi săn bẫy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Xin chào.